con đấy lớn không? Con đấy to không? Cần này là cần câu cá đổng chứ làm gì có nóc. Dạ. Rồi, đổ. Này nữa thì thôi nhá. Ôi giời ơi, cá như giời đều cá to anh nhìn quay. Anh quay không có được luôn. Sao lại nóc? Cần của em làm sao mà cái nóc ăn được anh Hiền? Anh nghĩ sao vậy? Cần đây là chỉ có cắt đỏng thôi. Hai cần tử Hà Nội. Ôi giời ơi, nắp to quá. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Béo nè. Thấy không? Thấy quéo chưa? Đó. Tổng quéo to không? Đây rồi, lên con nữa này. Các bạn xem này. Ôi giời ơi, cá lò. Hay vậy. To phết lò to. Ừ. Say cũng phải ra xem đúng không? Đây, đây là lò nhá, còn đây là quéo này. Đấy, quéo này. Vứt cái này lên trên cho nó sạch anh ạ. Đó. Quéo này, đấy bỏ vào thùng. Lên cá. Đóng. Rớt mẹ luôn, không có kéo ra mẹ ăn rồi sao? Chỗ nhỏ. Chờ thời, mấy con này là chờ thời. Lên hàng nha, đó, thấy không? Tiếp lại. Quá trời luôn. Cái này chấp chín. Chạy dữ bay. Chạy ghê quá. Đồng quéo đấy. Đồng quéo đấy. À, bia đây nha anh em nha. Phải uống bia vào câu với được cá. Bia với lại, vàng này. Đó. Đó. Có cái này cá nó mới ăn này đó, thế sĩ lên. Ủa, hai con. Một con mà to. To lắm. Đồng cờ bự. Từ từ, cứ bình tĩnh. Rồi, cứ từ. To không? Ủa. Rồi. Đó, thấy không? Cá đồng nó ăn mấy ngang. Đây, cần thủ đây. Cá đồng ăn mấy ngang nhá. Anh em chú ý nhá. Lên rồi kìa. Đồng quéo. Đồng cờ to. Ôi, hay quá. Đó. Tôm này tôm tập. Cái gì thế trời? Chưa kịp quay phim cho bác Đức. Không
Thôi rồi, cứ cố gắng bắt lại bằng khác. Ok. Phải ngồi trong thùng bia này mới quay được. Chạy ghê quá. Đồng quéo đấy, đồng quéo đấy. Đây, bia đây nha anh em nha. Để uống bia vào câu với được cá, bia với lại càng này. Đó. Đó. Có cái này cá nó phải ăn này đó. Đấy, chữ này. Ủa, hai con. Một con mà to. To lắm. Đồng tờ bự. Ôi cha. Từ từ cứ bình tĩnh. Rồi, cứ từ từ. Đồng mất. Đấy, to không? Wow. Đây. Cá lắm mà có cái bự không à. Đó. Cá đồng nó ăn mấy ngang. Đây, cần thủ đây. Cá đồng nó ăn mấy ngang nha. Anh em chú ý nha.